Chào mừng quý vị và khán giả đến với Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung. Vâng, ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu với các bạn trận đấu hết sức được chờ đợi giữa kỳ thủ ngồi đứng bên phía tay phải tôi là anh Bùi Quốc Khánh, kiện tướng quốc gia, và bên tay trái tôi là anh Trần Đình Sila, dự bị kiện tướng quốc gia, và cả hai đều là những kỳ thủ nổi tiếng của Đà Nẵng. Xin chào anh Bùi Quốc Khánh. Lần đầu tiên thì Trạng Cờ Đất Việt có mặt tại miền Trung và tại Đà Nẵng là quê hương của anh. Cảm giác của anh thế nào sau khi giành vượt qua vòng loại hết sức khốc liệt và có mặt tại ghế nóng của Trạng Cờ? Sân chơi truyền hình này nó rất hay và bổ ích. Nhờ sân chơi truyền hình này, anh em cờ của miền Trung gặp nhau và giao lưu với nhau. Xin cảm ơn VTC và những mạnh thường quân đã trợ cho giải này. Anh đánh giá thế nào về đối thủ của mình cũng là đồng đội của anh? Em Sida thì nói chung là đang trẻ mà lên. Nói chung mình cũng dành sự tôn trọng với em và cố gắng mình hết sức để cống hiến cho khán giả một trận chất lượng. Anh sẽ giới thiệu một chút về bản thân của mình đối với quý vị khán giả. Tôi là Bùi Quốc Khánh, năm tôi và vợ và hai con. Và trong đội ảnh của tôi thì phòng thủ và đam mê cờ năm 98 giờ. Hiện thời thì rồi. Anh đang làm công việc gì ạ? Hiện giờ tôi đang đi dạy cho cờ cho mấy cháu. Dạy cờ năng khiếu ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn anh. Xin chào Trần Huỳnh Sila. Chào mừng em có mặt tại ghế nóng Trạng Cờ Đất Việt. Và nhân tiện đây cũng xin được chúc mừng em qua thành tích rất tốt. Một kỳ thủ trẻ mà đã đạt được danh hiệu dự bị kiện tướng quốc gia và có một bàn đấu rất hay tại giải đấu thủ mạnh quốc gia. Em xin em chia sẻ cảm giác của mình khi có mặt trên ghế nóng của Trạng Cờ Đất Việt. Có mặt ở đây là rất là vui. Mới vừa trải qua một cái vòng loại rất là khó khăn. Em đánh giá thế nào về anh Bùi Quốc Khánh? Bùi Quốc Khánh là đàn anh của em. Cái sở thích lối chơi của em trong cờ tướng là gì? Tấn công và tấn công. Em có biết là anh Khánh là tức phòng thủ và phòng thủ hay không? Vâng, biết. Vâng, một cuộc chiến rất thú vị. Cuộc chiến giữa hai kỳ thủ cùng của Đà Nẵng. Cả hai kỳ thủ đều hết sức nổi tiếng. Cuộc chiến giữa công và thủ. Và ngay sau đây ít phút thì chúng tôi xin mời các bạn chú ý đến trận đấu hết sức được chờ đợi này. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trong trận đấu này, kỳ thủ Bùi Quốc Khánh mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước. Kỳ thủ Trần Huỳnh Sila mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Eni Franchise Việt Nam, công ty Canotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình và khách sạn Nam Ha, thành phố Đà Nẵng. Trận đấu bắt đầu. Tượng 3 tấn 5, và tôi xin được giới thiệu người ngồi cùng tôi trong ngày hôm nay tại cabin bình luận của Trạng Cờ Đất Việt 2015, danh thủ Vũ Hữu Cường, người là vô địch Chùa Vua năm 2015, người đã là kiện tướng quốc gia và cũng là đạt giải ba quốc gia năm 2010. Xin chào anh Vũ Hữu Cường. Xin chào anh Trung, xin chào quý vị khán giả. Đã từng là đồng đội của anh Bùi Quốc Khánh trong màu áo đội tuyển Hà Nội giai đoạn 2010-2012 và đã từng chạm trán với Trần Đình Sila tại rất nhiều giải đấu. Anh đánh giá thế nào về tương quan lực lượng trận đấu này? Tôi nghĩ rằng là tương quan lực lượng là 50-50. Trần Đình Sila thì mới nổi lên trong 2 năm nay và khả năng về mặt khai cuộc rất là tốt. Còn Bùi Quốc Khánh thì là cũng đã từng thi đấu nhiều năm trong mùa Hà Nội và Đà Nẵng và có rất có nhiều kinh nghiệm trong chiến trường thi đấu. Và theo tôi nghĩ là với nước đi đầu tiên lên tượng của Bùi Quốc Khánh là tôi nghĩ là hai bên đã hiểu nhau rất rõ, cho nên
Thông thường là Bùi Quốc Khánh đi trước đánh pháo đầu, nhưng gặp chạm trán Trần Huỳnh Silla, Bùi Quốc Khánh cố gắng là tránh vào đường khai cuộc và quyết định đánh bằng trung tàng, vì hai người cùng trong đã từng cùng trong đội tuyển với nhau, cho nên là khá thật hiểu nhau về các sở trường của nhau rồi ạ. Vâng, cũng như trong phần phỏng vấn trước trận đấu, tôi có trao đổi với anh Khánh và anh Khánh có nói rằng đúng như anh Cường nhận định, Trần Huỳnh Silla kỳ thủ trẻ và cũng là một gương mặt quen thuộc, hai anh đã từng là đồng đội của nhau trong MU Đà Nẵng. Và đứng trước một đối thủ trẻ mà khả năng khai cuộc rất là tốt, rất là chăm chỉ, thì anh Bùi Quốc Khánh quyết định đi tượng 3 tấn 5 với ý đồ về lâu về dài là đánh vào giai đoạn trung càn, dùng khả năng trung càn là nhiều. Để đối lại phi tượng thì Trần Huỳnh Silla đã dùng thế ngũ thất pháo. Và trong tình huống đến, theo quan điểm của tôi, đến tình huống này thì bên đỏ vẫn ưu thế hơn. Thứ nhất là có con tả pháo phong xa, phong cánh xa của cánh trái của bên Trần Huỳnh Silla, và thứ hai là con mã biên của bên Trần Huỳnh Silla đã bị kẹt. Silla đi tốt 5 tấn 1, ý đồ tấn công trung lộ. Mã 2 tấn 4, có thể nước tiếp theo sẽ là mã 1 tấn 6 để bảo vệ khu vực trung lộ. Ý đồ của Silla đi tốt 5 tấn 1, trong trường hợp bên đỏ đi tốt 5 tấn 1 sẽ là mã 8 tấn 7, dùng pháo đầu bắt tốt. Tuy nhiên, Khánh đi mã 2 tấn 4 này đã phục cho nước mã 4 tấn 6 để củng cố cái hàng phòng thủ. Rõ ràng là bên xanh đứng trước sự lựa chọn không hề dễ dàng. Nếu bây giờ đi mã 7 tấn 6 lập tức pháo 1 sẽ tấn 3 ăn hơn tốt, dọa tiếp tốt biên, và khi mã 7 tấn 6 thì cũng không thể ăn được vào binh 5 hay binh 7, bởi vì con mã quỷ đã khống chế rồi. Chúng ta nhìn thấy rằng mã biên của bên xanh bị tốt 9 khống chế. Bên đỏ là đi tốt 9 tấn 1 là khống chế đường lên của mã biên. Xe đang bị xe pháo cô, pháo 3 không thể vật lên được bởi vì tượng đã giữ tốt, và pháo đầu lẫn mã 7 như tôi vừa phân tích là cũng tương đối khó khăn. Hình cờ này để nói là anh Bùi Quốc Khánh đã có một cái khai cuộc khá là mãn ý. Pháo 5 thoái 1, mục đích nước thoái 5 thoái 1 này có bên đen có thể đưa pháo 3 bình 5 vào. Cái kinh nghiệm mà trải qua rất nhiều trận đấu của kỳ thủ Bùi Quốc Khánh đã khiến anh có những pha xử lý tương đối tốt. Trong trường hợp nếu như bên hậu đi pháo 3 bình 5 thì chắc chắn cánh mã sẽ yếu. Thì nước pháo 1 bình 3 này để phục cho tốt 3 có thể tấn 1 về lâu về dài. Mã 7 tấn 5. Tôi nghĩ đến đây bên đỏ có thể đi là pháo 8 thoái 2 để bắt cân ngựa. Binh 3 tấn 1.
Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu chặng cờ nước Việt 2015. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình và khách sạn Nam An, thành phố Đà Nẵng. Các trận đấu của chặng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Tốt 5 tấn 1, tốt 3 tấn 1 đang dọa pháo 3 tấn 7 sát tựa. Nhiều khả năng bên đỏ sẽ đi tốt 3 bình 4.
4 tấn 5 thì xe 2 tấn 1 và chuyển sang cái cánh phải. Đó là cái cách mà có thể thông xe. Thời gian dành cho bên xanh còn tương đối ít, anh Trần Huỳnh Silla cần phải đi nhanh lên. Anh chỉ còn 7 phút và bên Bùi Quốc Khánh còn hơn 18 phút. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu chặng cờ Đức Việt 2015, giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Eni Franchise Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn Drift Zona Ninh Bình và khách sạn Nam An thành phố Đà Nẵng. Các trận đấu của chặng cờ Đức Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên YouTube của sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Pháo 5 sau tấn 5. Chắc chắn là mã 4 tấn 5. Nếu bán xe vào thì lỏng căn rất nguy hiểm. Xe 2 tấn 1. Những nước mở cây tương đối đúng với dự đoán của anh Vũ Hữu Cường. Trần Huỳnh Silla là một kỳ thủ trẻ gần đây mới đoạt danh hiệu là dự bị kiên tướng quốc gia. Và anh đây mới là những cái bước khởi đầu trên con đường kỳ nghiệp của mình thôi. Trần Huỳnh Silla vẫn còn rất nhiều thời gian để có thể là phát triển được kỷ lực của mình, có thể tranh đoạt vinh quang, nối tiếp những cái trình độ rất cao của người thầy của anh là danh thủ Trần Văn Ninh cũng như danh thủ Tôn Thất Nhật Tân, người vừa đoạt ngôi vô địch giải đấu thủ mạnh toàn quốc. Xe 2 bình 8 đã thoát được cô xe. Hiện thời mã xanh đang nhìn tốt, nhiều khả năng sẽ phải đi pháo 3 bình 5. Pháo 3 bình 5 chiêu tướng. Đỏ có thể đi mã 5 tấn 3. Nếu vì đi mã 5 tấn 3 thì tôi tương đối e ngại. Bởi vì bên xanh có thể đi mã 4 tấn 5. Đương nhiên là xe đỏ vẫn có thể đỡ được nhưng mà hơi phức tạp một chút. Hãy cùng xem là sau khi anh Khánh đi theo ý của anh Cường thì em Trần Huỳnh Silla xử lý như thế nào. Mặc dù đây là những nước cờ hết sức quan trọng nhưng tôi nghĩ là trong tình thế mà chỉ còn hơn 4 phút thì Silla cần phải nhanh chóng đưa ra giải pháp của mình. Nếu như mà đen đi mã 4 tấn 5 mà đỏ xe 8 bình 5 thì có thể là bên đen sẽ đi mã 6 tấn 7 bắt xe, bắt hết. Anh Cường nghĩ sao về đấy là phương án pháo 4 tấn 5? Mã 4 tấn 5 cũng có thể là mã 4 tấn 3.
cũng gây khá nhiều khó chịu. Vâng, ạ, 4 tấn 3. Trong trường hợp đó, lúc đó thì bên xanh có thể đi ấn xe chiếu, sẽ mở ra hàng loạt hướng đánh. Không thể ấn tượng lên được thưa các bạn, bởi vì nếu như vậy thì xe 8 sẽ tấn tấn. Ăn xe vào thì có nhiều phương án đánh hay hơn. Silla đi nước cờ này có vẻ là chưa được chuẩn so với sức cờ của em, đó là cảm giác của tôi. Bây giờ thì hiện thời xanh không gây áp lực thì sẽ đến lúc mà đỏ đe dọa tương đối lớn và mất cây luôn. Mắc một sai lầm rất lớn sau khi bỏ con mã trong tình huống vừa rồi. Thay vì xe 8 tấn 8 có thể đánh nhau tương đối dài lâu thì bây giờ thì cực kỳ khó khăn. Giờ thì tương đối khó, chỉ cần giật xe về một thôi. Còn chạy xe qua bắt. Với phương án của tôi là giật xe về một bắt mã.
Anh Khánh có trao đổi trước trận là ưa chuộng lối chơi tấn công một cách từ tốn, một cách từ từ, lấn chậm mà chắc. Tôi nghĩ là xe 6 bình 4 triệu tướng sau đó lên sĩ thì gần như không còn cơ hội cho bên xanh. Buộc phải xả pháo ra. Dường như Bùi Quốc Khánh không đi đâu vừa vội vàng. Anh tận dụng trong khi đối phương sắp hết giờ. Bây giờ thì hai pháo đã khống chế cho ngựa không thể chiếu được. Chỉ còn 15 giây và hình như thì không còn cơ hội cho Trần Huỳnh Chi La nữa. Ấn pháo bắt pháo, rất nguy hiểm. Với thời gian ít ỏi như thế này thì cực kỳ là khó khăn. 6 giây, 5 giây, 4. Vâng, anh Trần Huỳnh Chi La đã buông cờ chịu thua. Xin chúc mừng Bùi Quốc Khánh và xin cảm ơn sự có mặt của anh Vũ Hữu Cường trên băng ghế bình luận của Trận Cờ Đất Việt. Xin cảm ơn anh Trung. Xin chào quý vị khán giả.